mình đang ở khu gọi là Funky Forest Ubud. Ubud là một thành phố du lịch rất là nổi tiếng. Phòng ở đây thì có 3 cái giường đơn để mình có thể có 3 người ngủ bên đây, gia đình mình là 6 người. Qua phòng bên đây thì cũng tương tự như vậy, nhưng mà có được một cái giường king size với một cái giường đơn. Khỉ ở trên mặt đất, khỉ leo lên trên nóc xe ngồi luôn. Sáng hôm nay mình rời Phú Quốc khoảng 5 giờ sáng, lấy chuyến bay để đi lên Sài Gòn, rồi sau đó sẽ bay qua Bali, Indonesia. Welcome to Eraman. Mình đang quá cảnh tại Kuala Lumpur của Malaysia, chờ mấy tiếng rồi sau đó sẽ đi tiếp để bay đến phi trường Denpasar ở Bali, Indonesia. Này ở tiệm McDonald's mà bên Mỹ, Canada không có. Này là gà trong đó. Banana caramel pie from McDonald's in Malaysia. Yeah, I'm not sure. Bên mình thì không có cái flavor đó. Crunchy, hả? Good. Wait, eat the cream. They got airport hotel. A single capsule. 1 tiếng đồng hồ, 3 tiếng, 6 tiếng, 12 tiếng. Này có cái mẫu capsule transit. Nếu ai muốn nghỉ ngơi thì có cái những cái phòng giống giống như vậy. Welcome to Bali. Mình sẽ có thời gian ở đây 3 đêm. Mong rằng các bạn cùng đi chơi với mình nha. Giờ bắt đầu lấy xe để nó chở mình đi tới khách sạn. Đi 1 tiếng mấy đồng hồ. Mình tới Ubud rồi. Bây giờ tối nay mình sẽ ở Anumana, Ubud, Bali. There is a two room. Yeah, that's a superior with the view connecting two rooms. There is a two room, which is the room is a coming out like a view with connecting room. And the room này ở cái sảnh mà thấy cũng dễ thương. I love Bali. Hello.
Ở tại đây cũng có làm spa. Thì giá cả ở đây thời gian 60 phút, 90 phút, 40 phút. Đây là có food and beverage manager Lộc, lúc nào là cũng lo ăn uống cho cả gia đình đi, đi kiếm đồ ăn, mua trái cây về gọt trái cây này kia, có nước uống đầy đủ. Mới làm thủ tục xong, bây giờ họ mời mình uống nước, xuống đây ngồi. Hello. Ở bên mình có cái mì goreng mì gói á, qua đây mì goreng thấy thứ thiệt không? Tại Indo luôn. Thì mì goreng mà lại seafood nữa. Mình mướn 2 phòng, 2 là 4, 2 là 5, connecting với nhau. Ở trong đây thì có shower để tắm rồi vân vân, có everything tiện nghi. Phòng ở đây thì có 3 cái giường đơn để mình có thể có 3 người ngủ bên đây, gia đình mình 6 người. Ở đây thì mở cửa sổ ra thì mình nhìn thấy phía sau có cái hồ bơi. Buổi chiều tối thì rất là mát mẻ. Đây có bàn làm việc, có tivi, chỗ máng quần áo, chỗ để vali. Rồi, bên đây có cái cửa để đi qua cái phòng kế, qua đây coi. Qua phòng bên đây thì cũng tương tự như vậy, nhưng mà có được một cái giường king size, như một cái giường đơn, cũng được 3 người, cũng có bàn, có tivi. Cái khu này là cái khu khỉ forest. Cho nên đây khỉ rất là nhiều. Má đây cũng giống như vậy. Họ dặn khi mở cửa thì nhớ đóng lại, bởi vì nếu không khỉ có thể vô trong mấy cái phòng của mình, nó quậy phá thì nguy hiểm lắm. Rồi cũng tương tự như vậy. Đầy đủ tiện nghi. Sáng nay thức dậy, Hạnh có được một cái dĩa gọi là Big Breakfast. Một cái dĩa đồ ăn rất là nhiều, rất là đầy đủ. Rất là big. Rất là big. Very big. Còn mình thì ăn Egg Benedict. Có 2 cái quả trứng, rồi bánh mì và những cái phụ kiện ha. linh tinh khác. Đây có bacon nữa. Mình sẽ enjoy sáng nay. Mình có mỗi người một dĩa trái cây nữa, được bao gồm trong buổi ăn sáng, trong cái giá tiền phòng. Rồi mỗi người ly cà phê. Nhà bếp chuẩn bị đồ ăn ở bên trong cho mình. What are you making? Pardon? What are you making? Pakku pipit. Yeah, prepare for Balinese. Oh, prepare for the dance. Yeah. This evening. Wow, wow. Very nice. I see. So how many of them do you have to make?
How many of this? How many? Maybe 20. 20. I see. Hello. You are making that too, huh? It's called Flipit. Yeah, for the dance this evening. Wow. We have two dance tonight. Two times. Dance. She's working on that too, right? Yeah, you too, right? You make the the decoration. Yeah. Well, thank you very much. Hello. Này phía trước khách sạn mình sẽ đi bộ chừng nửa tiếng một vòng ở đây, có ghé qua một cái market. Ở phía trước thì cũng có nhiều nhà hàng, có nhiều cái nơi bán souvenirs. Này đổi tiền Mỹ, một đô Mỹ được 15.200 rupia, tiền Euro, tiền Australia, tiền Canada được 11.200. Monkey Legend, ở khu này là khu Monkey Forest, khu rừng khỉ. Mình đang ở khu gọi là Monkey Forest, Ubud. Ubud là một thành phố du lịch rất là nổi tiếng, gần Bali, lái xe cỡ 1.5 tiếng. Ở đây cũng có giao hàng đồ ăn á, qua Grab. Cái tiệm này là Dirty Duck Diner. Khỉ con, khỉ mẹ, đội nón bảo hộ. Hello again, good to see you. You do this every morning? Yeah, every day. Every day, all right, thank you. Mình thấy mấy con khỉ ngồi dưới đất không? Đó, khu này khu khỉ không đó. Mình mà lại cho đồ ăn là nó tới, nhào tới mà nó giật luôn á. Nguy hiểm lắm. Khỉ ở trên mặt đất, khỉ leo lên trên nóc xe ngồi luôn. Đó. Ở đây có cái bảng cẩn thận nha, coi chừng khỉ băng qua đường, với lại cũng coi chừng là đồ đạc của mình bị con khỉ nó giật đó, cho nên người ta cũng để bảng sẵn luôn. Đó, có con khỉ ngồi dưới gốc đa, bên đây có con khỉ nữa đó. Đây trồng rất nhiều bông sen dễ thương. Đây đến hồ bơi nha, min pool. Rồi đi xuống. Okay. Oh, wow. Please. Okay. Thank you. And this is fried banana. Yeah.
Thank you. Enjoy. Thank you so much. Cái này chuối với lại giống như là gạo nếp hang đó. Brown sugar. Với lại đường đường màu vàng á. Rồi có nước dừa nữa. Cái này là chuối chiên hả? Yeah. Chuối chiên với cà rem. Có thêm mấy cái trái cây dâu nhỏ nhỏ. Hẹn gặp các bạn ở video kế tiếp. Bye!